Đây, củ cải đường nè cả nhà. Thì mình rất tò mò về củ cải đường bởi vì mình chưa bao giờ ăn củ cải đường và cũng chưa bao giờ nhìn thấy bên trong chính xác của nó là như thế nào. Nên là mình đã xin được một củ ha. Cái lá này thì mình sẽ luộc, mình ăn thử xem sao. Còn bây giờ mình sẽ cắt ra bên trong. Củ cải này là ở Đức là người ta làm đường cát đó. Đây, cái đường cát này cả nhà. Thì đường cát này đó người ta có in hình củ cải và cái củ cải màu nâu, cho nên là trước giờ mình cứ nghĩ là củ cải nó chỉ có màu nâu thôi, nhưng mà khi mà mình ra ruộng đó thì thấy rất nhiều củ nó có màu cam, thì mình nghĩ là cái màu cam á, là khi mà nó vừa chồi lên khỏi đất, còn khi mà chồi lên sâu á, thì nó chồi lên lâu á, thì nó sẽ thành màu nâu nè. Đường cát nó cũng như là đường 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 từ mía sản xuất vậy đó. Thì một ký đường cát như thế này nè, là người ta bán hôm nay mình mua là đâu 1,70 euro hay sao á, gần 2 euro, tức là gần gần 40.000 ha. Năm trước thì rẻ lắm, bây giờ thì lại mắc. Mình nhớ là hồi trước mua là chưa tới 1 euro một ký. Bây giờ thì mình cắt củ cải đường ra, mình để nó như thế này luôn ha, nó có đất nè, để xem là bên trong nó có ngọt không nha, tại vì mía là ngọt ha. Nhìn cái rễ của nó này cả nhà, nhìn vui không? Đây, bên trong của cái đường nhìn giống như là cái thân gỗ cả nhà ha, nó có từng vòng nè, không biết là cứ mỗi một tuần là nó có một cái vòng như thế này hay là mỗi một tháng. Tại vì cái này thì mình nghĩ là người ta trồng chưa lâu. Đó, bây giờ mình sẽ cắt thử, mình xem là ăn nó có ngọt hay không, tại vì mía ăn thì ngọt ha. Rồi, mình rửa cái này ha. Đây, mình vừa rửa sạch nè. Thử xem là ăn nó như thế nào nha. Cái thân này nó mềm lắm, củ này nó mềm lắm, mình gọt rất dễ luôn nè, nó kiểu như là nó nhiều nước á. Ăn nó không có ngọt, nó ăn xong á thì cái vị nó ngọt ngọt, nhưng mà vừa ăn á thì nó giống như là su hào vậy đó. Hay là nó chưa già cho nên là nó không ngọt, nó giống như là mía non thì cũng không ngọt á. Cái này mình nghĩ trộn gỏi chắc ngon á. Ăn giữa củ xem sao. Nó không ngọt. Để mình xem là cái phần sâu dưới rễ nó có ngọt hay không Nãy là ăn phần giữa củ ha. Rửa. Cái khúc này là cái màu nó còn cam cam ha.
nó cũng không ngọt, nó nhiều nước, nó giòn, nhưng mà mình không có thấy cái vị vị ngọt như là mía. Thử cái phần sâu nữa xuống coi sao. Cái này có khi đổ bánh xèo cũng ngon, tại vì nó giòn giòn như là củ sắn vậy đó, nhưng mà nó không ngọt như củ sắn. Giờ mình đưa Sarah đi dạo một vòng, rồi lát nữa tiện mình hái rau luôn để nấu cơm trưa. Ở khu vực này thì có rau muối với lại rau ngải cứu. Và ở đây cũng là khu vực sông Donau, khu vực này khá đẹp. Cây già gỗ mục, người ta cắt bỏ cái khúc trơ này. Ở đây là một con đường tắt, người ta làm từ làng này qua làng kia nên thỉnh thoảng mới có xe chạy qua. Ở đây là cái đường người ta chạy xe qua đó, nên là mình phải dắt dây Sara để có xe chạy tới thì mình giữ nó lại, nếu không thì nó chạy lăng xăng, chạy lung tung. Ở xa xa thì mình thấy có một cái vườn trái cây, mình sẽ đi đến đó để xem người ta trồng cây gì. Lúa hôm trước gần chín thì màu vàng, hôm nay thì nó chuyển qua màu nâu hết rồi. Đi đâu cũng thấy bắp ngô. Cây táo cái cành nó nhiều trái quá, nó quằn nó gãy xuống, người ta phải chống cái cây lên. Nó không gãy nhưng mà nó ngã xuống. Phải chống cây để cho nó khỏi gãy. À, đây là một vườn táo. Và người ta có cả cái nhà nhỏ nhỏ người ta trồng, mình thấy là cà chua trồng trong đó. Đi tiếp sâu vào con đường này xem là có gì nữa không ha. Ở đây là người ta có táo nè, có lê nè. Ruộng bắp ở đây cây bắp gầy nhom. Mình đi trở ra, tại vì đi sâu vào bên trong á, thì nó sâu vào trong cánh đồng với rừng. Mà hôm nay mình đi có mình với Sarah, cho nên là thôi đi trở ra. Đi ở ngoài đường trống có xe chạy qua chạy lại thì mình không sợ, nhưng mà nếu mà đi sâu vào bên trong rừng rậm với lại đồng á, thì mình cũng sợ. Bây giờ mình lại thấy có rất nhiều lá bồ công anh. Bồ công anh lên lại nhưng mà không thấy ra hoa mà chỉ có lá thôi. Nên nếu như mà ai muốn làm trà lá bồ công anh á, thì có thể đi hái lá về, hoặc là hái lá bồ công anh để trộn salad. Mấy hôm nay trời mưa gió nhiều, trời lúc nào cũng âm u, thỉnh thoảng mới có một chút nắng, xong rồi lại mưa và gió khá lạnh. Mình cảm tưởng như là cái lạnh của gió mùa thu. Đây là lúa, lúa đang chín mà gặp gió xoáy đó, ngã rạp xuống hết trơn. Mình hái ít rau ở ruộng. Đây là ngải cứu. Ngải cứu thì bây giờ cũng bắt đầu ra hoa rất nhiều rồi.
chỉ còn những cái nhánh mà lúc trước mình ngắt ngọn nó rồi ấy, thì nó ra cái nhánh non thôi, còn lại thì nó ra bông già hết rồi. Mỗi lần mình hái thì mình hái một ít thôi, xong rồi về mình chiên với trứng, tại vì rau này thì cũng có mình ăn thôi. Ngày cứu Đức rất thơm, không có vị đắng, nhưng mà cái lá của nó thì dai, nên là khi mà mình chiên trứng, mình cắt nhỏ nó ra, mình chiên lên thì rất ngon. Còn khi mình bỏ vào nồi canh thì ăn cái lá của nó khá dai, cái cọng của nó ăn thì rất ngọt. Bên đây là rau muối, mình cũng hái một ít rau muối để mình nấu canh. Chỗ ngày cứu này ra hoa hết rồi nè. Rau này rau gì thơm quá chừng luôn. Bên đường thì rất nhiều rau tầm ma đang mọc rất non luôn nè. Giờ thì mình xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.